Mời vào. À, My đây à, vào đây đi em. Dạ, anh tìm em có việc gì ạ? Hôm nay anh có một chuyện cần nhờ đến sự tinh tế của em đây. Mà anh chẳng tìm ra người nào khác ngoài em cả. Em sẵn sàng phục vụ sếp hết mình. Vừa rồi anh đi công tác ở nước ngoài bận, thành ra là không có thời gian để mua quà cho Trang. Bây giờ em chủ động đi ra ngoài giúp anh mua một món quà cho cô ý nhé. Quà của bạn gái sếp thì sếp phải tự đi mua, sao lại sai em? Mà đấy có phải công việc của em đâu. Thì tâm tư của phụ nữ làm sao mà cánh đàn ông chúng anh hiểu rõ được. Mà việc khó thì anh mới nhờ đến thư ký xinh đẹp tài giỏi của anh chứ. Thôi được rồi, em đồng ý giúp. À, thế thì tốt quá. Em cầm lấy thẻ của anh, ra ngoài mua một món quà cho cô ý. À, mà em thích gì thì em mua luôn, coi như là quà của anh nhá. Anh làm như thế này là còn có lương tâm đấy. Nhưng mà em còn có một điều kiện nữa. Em nói đi. Nghe bảo là sếp vừa mua xe mới đúng không? Sếp cho tài xế đưa em đi một vòng luôn. Tưởng gì, quá đơn giản luôn. Anh sẽ bảo tài xế đưa cho em chìa khóa xe nhá. Vâng ạ, em cảm ơn sếp. Em đi nhé. Như thế này vẫn không cưa được sếp tổng, trong khi con Trang thì trước sau như một, lại còn suốt ngày phải mua quà cho nó đấy chứ. Bắt bà để đâu mà đâm vào xe tôi thế hả? Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu ạ. Bà không cố ý, cả một cái đường rộng như thế này, chả lẽ tôi cố tình để xe vào đây để bà đâm chắc? Cô ơi, cô thông cảm, hôm nay trời nắng thế này, tôi hoa mắt quá cho nên là cũng không nhìn được gì. Thế xe có làm sao không ạ? Làm sao? Bà có bán cả nhà đi cũng không đền được đâu. Giờ bà tính như nào? Ô thế xe có bị làm sao đâu mà tôi có nhìn thấy gì đâu ạ? Cả một vết xước to đùng như thế này bà không nhìn thấy á? Tôi biết ăn nói như thế nào với sếp bây giờ. Cái vết xước như này á, thế đền bao nhiêu tiền hả cô? Chắc cũng phải mấy chục triệu đấy. Mấy chục triệu á? Cô nói thế nào chứ? Vết xe này tôi có thấy cái gì đâu, xe vẫn còn mới tinh như này cơ mà. Mới tinh cái gì cả, một vết xước to như thế bà không tính đền cho tôi chắc? Cô ơi, cô thông cảm cho tôi chứ, cô tính thế nào cô cứ nói quá lên đi chứ. Ngày tôi đi bán cái xe rau rạo được có mấy chục nghìn thôi, cô bảo mấy chục triệu ấy, tôi lấy đâu ra tiền hả cô? Này, tôi nói quá với bà để làm gì? Tôi thông cảm cho bà, ai thông cảm cho tôi? Bây giờ bà tính sao? Cô có nói quá lên thế nào ấy chứ? Tôi nhìn lại xem, tôi có thấy được một cái vết xước nào đâu. Cả một cái vết xước to như thế này bà cũng nhìn thấy á? Bạn nhìn đi. Vâng, tôi có mỗi một tay thôi cho nên vừa nãy tôi không kịp bóp phanh quá. Thế sao bà không bảo sớm? Mà đã già yếu tàn tật như thế này, không ở nhà mà hưởng phúc con cháu đi, còn đạp xe bán rau làm gì nữa? Cô ơi, tôi thiếu một tay nhưng mà tôi cũng vẫn có sức khỏe. Tôi muốn đi ra ngoài làm được đồng nào đỡ con cháu được đồng ấy, chứ các con cháu nhà tôi nó cũng vất vả lắm ạ. Thôi được rồi, bà đi đi. Bán sớm còn về sớm, xong ấy về bảo với lũ con cháu ấy tích cực mà kiếm tiền vào mà phụng dưỡng. Ai đời để mẹ đi giữa trời nắng như này bán rau bao giờ. Vâng ạ. Cô ơi, thế còn vết xước này tôi có phải đền không ạ? Tôi bảo bà đi thì bà cứ đi đi, tôi tự khắc nghĩ cách. Vâng, thế tôi cảm ơn cô ạ, cô tốt quá ạ. Cô vừa đẹp người vừa tốt bụng ạ. Nãy giờ mới nói được câu dễ nghe đấy. Vâng, tôi cảm ơn cô ạ, tôi đi ạ. Cái này gì mà suy xẻo tôi không biết ạ.
Anh biết rồi, làm sao mà anh quên được quà của em? Bây giờ á? Bây giờ thì không được. Bây giờ anh phải đi họp với ban giám đốc. Thì thôi, để tí nữa về anh qua với em nhé. Sao em lại nói là anh không tôn trọng em? Được rồi, được rồi, được rồi. Thế để anh bảo người mang quà luôn cho em nhé. Ừ, rồi, ok. Sếp, My này, anh nhờ em một việc được không? Phận làm nhân viên, sếp sai bảo gì thì phải làm với ạ. Em còn nhớ địa chỉ nhà của cô ý không? Cô nào ạ? Của người yêu anh. À, có ạ. Thế bây giờ em mang quà luôn cho cô ý nhá. Mang luôn ạ? Ừ. Vâng ạ. Phải đi họp ngay bây giờ, vội quá này. Sếp. Ừ? Em hỏi thật sếp nhá. Hỏi đi. Sao cái chị người yêu của sếp ý, em thấy á, tính tình thì ương ngạnh, ngang bướng, xong suốt ngày toàn hoạnh hoại sếp những cái điều vô lý không thôi ấy. Thế mà sếp vẫn chịu được. Nói thật với em, gia đình của anh thì không ưa gì Trang. Nhưng mà anh biết là cô ấy cũng hơi vô lý. Và anh cũng bảo với cô ấy rồi, nếu mà đến lúc nào mà anh không chịu được nữa thì anh sẽ dừng lại. Mà anh cũng chẳng mong anh cho lắm. Mà thôi, tạm gác lại chuyện này ở đây đi. Anh phải đi họp bây giờ nhá. Em mang quà luôn cho cô ấy đi nhá. Đó, em đi ạ. Vâng, bác ơi mua cho em ít đậu đấy ạ. Đậu mới đầu mùa ngon lắm. Vâng, thế hay là rau tí em mang vào nhà cho bác nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác. Vâng. Rau của tôi đâu? À, đây cô, rau đây, rau tươi lắm. Hôm qua tôi bảo là mang cho tôi hai bó rau dền cơ mà. Sao lại ba cái thứ rau linh ta linh tinh thế này? Ôi trời ơi, hôm qua cô dặn tôi mang rau lang mà. Lang cái gì mà lang? Tôi đã bảo rõ ràng mang hai bó rau dền, rửa sạch, buộc lại rồi mang đến đây cho tôi cơ mà. Ôi trời ơi, tôi... Tội gì mà tôi? Thôi thôi thôi, thôi. Bà đi đi. Ôi trời ơi, cô ơi cô, bây giờ không có rau dền thì cô mua hộ tôi rau cải hoặc rau lang cũng được. Rau này rau sạch chúng tôi trồng đấy ạ. Sáng nay tôi mới dậy tôi hái. Biết đâu á, đêm qua lại phun toàn thuốc sâu với thuốc tăng trưởng. Này nhá, mấy cái người nhà quê các bà ấy là hay hãm hại người thành phố chúng tôi lắm đấy nhá. Ôi trời ơi cô ơi, sao cô lại nói oan cho chúng tôi như thế? Trời ơi, thôi thôi thôi, bà đi đi. Nắng nồi xuống đây lấy rau bực hết cả mình ý. Ôi trời ơi. Bà đi đi. Vâng cô ơi, cô, để cô lấy hộ tôi cái mớ rau đi cô. Cô bực hết cả mình ý. Ôi trời ơi cô. Này, cô thất đức nó vừa thôi chứ. Không thấy bà ấy tàn tật à? Sao cô lại đi xe của anh Hưng? Tôi thích thì tôi đi, cô quản được chắc. Tôi là vợ chưa cưới của sếp cô. Tôi thích quản ai thì tôi quản. Này, cô mới yêu nhau được có vài ba tháng, chưa gì đã vợ sắp cưới cái khỉ gì. Cô đừng tự dát vàng lên mặt. Còn hơn cái loại ấy, suốt ngày kè kè bên cạnh mà chẳng ăn được. Bây giờ còn phải làm ô xin mang quà tới cho tôi đây này. Cầm đấy, tôi thèm chắc. Với lại ấy, sếp không để ý mấy túi quà của cô đâu. Bạn nhờ tôi đi mua đấy. Đợi tôi và anh Hưng cưới nhau rồi ấy, người đầu tiên tôi đuổi việc ấy là cô đấy. Cứ việc, con này đang chóng mắt lên trời đấy. À, mày láo à? Thôi cô này cô ghê gớm lắm, cô chấp làm cái gì? Bác tưởng cháu sợ nó chắc. Hóa ra là chó gần nhà, gà cung chuông. Cô nói cái gì đây? Hả? Thôi đi, mày láo à? Này, tôi xin cô đừng. Tôi sẽ điện cho anh Hương ngay lập tức. Để xem nó làm được cái gì. Hình như là sếp đang bận họp. Anh có biết là con thư ký của anh nó đối xử với em như thế nào không? Anh phải đuổi việc nó ngay. Em không chịu đựng được nữa rồi. Anh đã dặn em 3 lần rồi. Anh đang họp, không có chuyện quan trọng thì đừng gọi anh nhé. Sao lại không quan trọng? Nó túm tóc, sắp đánh em đến nơi rồi đây này. Bây giờ, một là anh đuổi việc cô ta, hai là anh chia tay em đi. Trang à, anh nghĩ mình không hợp với bên nhau nữa đâu. Món quà hôm nay, coi như anh chia tay của em nhé. Anh nói cái gì cơ? Anh cút đi.
người chờ đấy. Bye bye. Hôm nay cháu vui, thế nên là cháu sẽ mua hết gánh rau này cho bác. Vâng, cảm ơn cô. Cháu gửi tiền ạ. Ôi trời ơi, nhiều thế này á, tôi không dám lấy đâu. Mới lại, hồi nãy tôi còn quệt vào xe cô cơ mà. Thôi, coi như chỗ rau này tôi biếu không cô cũng được. Gớm, bác cứ cầm lấy cho cháu. Còn về mua quà cho các cháu ở nhà nữa. Với lại là xe này của sếp. Sếp cháu không hẹp hòi như thế đâu. À thế ạ? Dạ. À, thế tôi cảm ơn cô nhé. Cô là người tốt như thế, sau này cô sẽ được hưởng nhiều phúc ạ. Cháu cảm ơn. Bác lấy rau cho cháu ạ. Cảm ơn cô nhé. Rau xanh thế. Này, chị còn ngồi đấy mà soi gương được à? Sắp chết rồi đây này. Sắp chết? Chết ai? Ừ. Lại còn chết ai? Cái hương nó sắp về nước thôi cái kia. Sớm muộn gì thì nó trả về. Cậu nghĩ nó chết ở bên ấy luôn chắc? Không có chuyện đấy chị. Thay vì biểu hiện cái thái độ hoảng loạn đấy trước mắt tôi ấy, cậu nên nghĩ cách tiêu hủy đống giấy tờ tham ô kia. Tôi nghĩ chắc kịp đấy. Thế còn chị thì sao? Chẳng nhẽ chị cam chịu trả lại cho nó tất cả à? Với danh nghĩa cậu là chồng sắp cưới của con Hương, nó mà về đây làm sếp tổng, tôi tưởng cậu phải vui chứ. Đúng, tôi thích. Nhưng mà tôi thích bắt tay chị chiếm lấy công ty này hơn. Tôi chỉ chờ câu này từ cậu thôi. Nghĩ kỹ chưa? Hợp tác vui vẻ nữa bà chị. Em về bao giờ mà không báo anh trước? Để anh ra sân bay anh đón em. Mà thôi, đi về mệt thì em về nhà nghỉ đi, đến đây làm gì? Bố mẹ và anh trai em qua đời rồi. Bây giờ em chỉ có anh và chị My là người thân thôi. Về nhà lạnh lẽo lắm, cho nên em qua thẳng công ty luôn. Thôi, hôm nay là ngày vui, em không được nói chuyện buồn. Bây giờ anh sẽ đưa em vào công ty để xem 3 năm công ty có gì thay đổi nhá. Xách vali giúp em. Để anh. Em đi vào đây. Chị ạ. Chị My. Hương, em bay đường xa có mệt không? Mà dạ. Sao không về nhà để nghỉ ngơi đi? Có qua đây làm gì? Em có bảo Hương về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà Hương đòi phải qua để gặp chị luôn đấy. Chị, dạo này chị khỏe không? Trông chị hơi gầy đấy nhá. Chắc là công việc vất vả hả? Chị không sao. Với lại là có cậu Hương giúp đỡ chị nhiều mà. Mà hai đứa sớm kết hôn đi nhá, để chị còn có cháu bồng chứ. Chị này, cũng may là mấy năm nay có anh Hưng chăm sóc chị dâu em, cho nên em mới yên tâm học hành. Cảm ơn anh. Người của một nhà, em đừng nói mấy câu khách sáo như thế nhá. Thôi thôi, hai đứa đừng có tình cảm trước mặt chị đó, cản trở công việc của chị đấy. Hưng, đưa Hưng về nhà nghỉ ngơi sớm đi em, rồi chờ chị ta làm, cả nhà mình đi ăn tối nhá. Dạ vâng ạ. Thế em về trước nhá. Này, chị lo tài liệu ngày mai xong chưa đấy? Xong xuôi hết rồi. Nhiệm vụ của cậu bây giờ ấy là chăm sóc em chồng tôi thật chu đáo thôi. Đến chị em có lo được nữa là nào. Anh Hưng. Ê, ê, ê. Anh. Rồi anh đây. Thế nhá. Vậy thì bao giờ có lương hả chú ơi? Lương lậu gì rồi này?
đi làm việc của ông đi. Ồ, thế không có lương thì chúng tôi sống bằng gì? Không phải là mỗi mình ông chủ có lương đâu. Ông hỏi cả công trình xem đã ai được nhận lương nào. Chú nói hay gì? Hôm thuê chúng tôi, chúng tôi hay lắm cơ mà. Hay là chú định lừa chúng tôi? Ông ơi, cái này còn phải chờ các sếp bên trên quyết toán nữa. Thôi giờ ông cứ về đi, mấy hôm nữa là có lương thôi. Về đi, về đi, về đi. Alo anh ạ. Vâng anh ơi, bên này công nhân họ thắc mắc nhiều quá. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Hương, bảo chị mang hồ sơ đấy cho em đây. Em chỉ cần xem qua rồi ký giúp chị nhé. Dạ vâng ạ. Ôi, nhiều như thế này hả chị? Nhưng mà chị đã xem qua giúp em rồi. Em chỉ cần ký nữa được rồi. Em xem có cái nào cần gấp thì ký luôn đi. Giờ cái giấy này. Nhưng mà như thế thì có hơi vô trách nhiệm không ạ? Vô trách nhiệm gì chứ? Chị với Hương cũng đã xem kỹ cho em rồi. Rồi mới mang qua đây để em ký mà. Bây giờ còn hàng nghìn việc cần chờ em giải quyết đây này. Chẳng lẽ em không tin anh với chị My à? Mọi người yên tâm, em sẽ cố gắng tiếp cận công việc thật là nhanh để san sẻ công việc với chị. Chị chờ. Đấy, em ký giấy này trước đi. Dạ vâng ạ. Đời sống của công nhân thì như thế nào? Dạ, rất tốt chị ạ. Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi. Để tôi đi xem xét công trình nhé. Thì chết, chỗ này toàn vật liệu ngổn ngang như thế này. Sao để chị đi một mình được ạ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì... Lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, được chưa? Nhưng mà... Ô hay, thì tôi là sếp hay cậu là sếp? Được rồi, được rồi ạ. Ở đây nó đâu rồi? Cô gọi ra đây của tôi đấy. Dạ. Tôi sẽ kiện chết cái bụi này. Cậu ta vừa ở đây thôi ạ. Thế có chuyện gì thì bác có thể trình bày trước với cháu cũng được ạ. Cô là ai? Mà nói với cô có giải quyết được cái gì không? Dạ, cháu là người được tổng công ty điều xuống để giám sát công trình bác ạ. Cô ở trên tổng công ty à? Vâng ạ. Mà cái công ty của cô có quản lý lương tâm nào không? Công ty của cháu làm sao hả bác? 2 tháng nay rồi không trả lương cho công nhân. Con trai tôi bị tai nạn lao động, đang nằm viện đấy. Mà các người không ai hỏi thăm đến một câu. Tiền viện phí gia đình vẫn phải chi trả. Sao có thể như thế được ạ? Chưa hết đâu nhé. Cô phải nhìn lên các công trình rồi xem. Toàn dùng những vật liệu kém chất lượng xây dựng thôi. Tôi nói thẳng nhé, cái ban giám đốc của cô ấy có học không có đạo đức, sớm muộn gì ấy đi tù cả lũ đi. Bác bình tĩnh đã. Hay là có sự nhầm lẫn nào ở đây bác nhở? Không nhầm được. 2 tháng nay rồi chúng tôi sống bằng khí trời. Cô thể đi hỏi lại xem bao nhiêu người công nhân ở đây bị tụt huyết áp và hôm nay ấy, mà không trả lương cho chúng tôi ấy là chúng tôi dàn hàng ngang, chúng tôi kiện. Bác đừng
kích động ạ. Được rồi, cháu sẽ gọi quản lý đến để hỏi rõ mọi chuyện. Nếu như mà sự việc đúng là như thế thì tiền lương và tiền viện phí cháu sẽ thanh toán cho mọi người nhanh nhất có thể bác ạ. Bác yên tâm. Cô nói thật đi. Dạ, vâng ạ. Bác chờ cháu chút. Alo, gọi quản lý công trình đến gặp tôi ngay lập tức. Chị có chuyện gì vậy ạ? Chú đã trình bày với tôi tất cả mọi chuyện của công ty mình. Tại sao lại như thế? Chị tha cho em ạ. Lần này em cũng chỉ nghe theo chỉ đạo từ bên trên. Chứ em nào dám quyết định mọi việc ạ? Bây giờ, họ phải trả tất cả tiền lương và tiền viện phí cho mọi người và trợ cấp thêm tiền cho gia đình của họ nữa. Số tiền lớn như vậy, chị bắt em trả hết thì khách nào giết em ạ? Thế bây giờ có mỗi dùng tiền để chuộc lỗi hay là đi tù? Tôi cho cậu cũng quyết định đấy. Em dùng tiền ạ? Dùng tiền ạ? Thôi chị đừng cho em đi tù ạ. Thế thì đi nhanh lên. Vâng, em đi luôn này. Số công trường không biết là có gây ra chuyện gì không nhỉ? Sao? Lo cho người yêu à? Tôi lo là lo cho cái việc của chị ấy. Cậu cứ yên tâm, tôi đã bảo quản lý theo sát nó rồi. Tỷ năm nữa nó chẳng biết chuyện gì đâu mà. Tôi thì rất thích những người con gái thông minh, mà vừa thông minh vừa xinh đẹp như chị thì tôi lại càng thích. Tôi lại tưởng cậu chỉ thích những cô gái tươi non mơn mởn thôi. Ăn mãi một món thì nó cũng chán, nhưng mà ăn chị thì không. Hương, sao em lại ở đây? Em nghe anh nói đã. Đừng. Tát anh chỉ là bẩn tay tôi thôi. Tôi đã có bằng chứng của tất cả các người. Tôi sẽ kiện các người ra tòa. Anh cút đi. Chị định làm gì? Bố mẹ và anh trai trên trời có thiêng, chị sẽ bị xuống địa ngục. Cái loại vừa sinh ra đã được ăn sung mặc sướng như cô ấy thì làm sao hiểu được nỗi khổ từng lớp khác. Chỉ vì cái sự ích kỷ của bản thân mình, chị làm biết bao nhiêu người ngoài kia phải khổ sở. Lương tâm của chị vứt cho chó gặm rồi à? Giả tạo. Cái tát này, tôi thay mặt cho tất cả những công nhân ngoài kia tặng cho chị. Gặp lại nhau ở tòa. Trong định thế nào? Chất lượng kém thì phải đập đi xây lại. Cháu sẽ ở đây đích thân giám sát cho đến khi công trình được hoàn thành. Thế cũng được. Chào cô, tôi đi làm nhé. Vâng ạ. Thank you.
mình hay sao nhở? Không phải tóc của mình thì chắc chắn là tóc của bà mẹ chồng mình rồi. Lắm thế. Mẹ ơi! Mẹ! Gì nữa con? Mẹ ra đây con bảo một tí. Mình ho hèn, chung dưỡng la ồn. Mẹ! Ở nhà này rụng rất nhiều tóc, mà tóc này lại không phải là tóc của con. Có phải tóc của mẹ không? Sao mà biết tóc của ai hả con? Nhưng mà nó rụng nhiều lắm luôn ý. Thế thôi mẹ xin lỗi. Mẹ cũng không biết tại sao đợt này tóc mẹ nó rụng nhiều thế. Đây, mẹ lại vứt ra. Con vừa mới quét xong thì mẹ lại bỏ ra. Đây mẹ quét ra. Thôi, mẹ đi vào trong kia đi. Quét được một tí, xong lại lăn ra đấy, ngất ra đấy thì có tội con cháu lắm. Mẹ vào nghỉ đi. Nghỉ chán. Ốm yếu suốt ngày, chả làm được cái việc gì. Mà đáng lẽ cái nhà này phải trả cho mình thêm tiền giúp việc. Mình chăm tứ mẹ đến con, mà mẹ thì lại còn ốm chứ. Số mình nó khổ đấy nhỉ. Em ơi, đi về rồi này. Anh đi đâu bây giờ, về hả? Mẹ ơi, con về giờ này. Chắc lại đi hú hí với con nào chứ gì. Suốt ngày đổ oan cho anh thôi. Anh vào cửa hàng để mua quà cho em với mẹ đấy. Này nhá, anh mua ít thôi, không có tiền đâu mà suốt ngày mua như thế đâu. Mẹ ngồi xuống đây. Sao về muộn thế hả con? Con đói chưa? Dạ. Mẹ ơi, hôm nay con có một món quà con biếu mẹ. Dạo này con thấy mẹ tóc rụng nhiều lắm. Mẹ chịu khó ngày uống 2 lần, buổi tối và buổi sáng. Chứ ngày xưa con thấy mẹ tóc vừa dày vừa mượt nữa. Đây là cái gì đây con? Mẹ xin, mẹ cảm ơn con. Bà già này chỉ toàn tạo thêm gánh nặng cho các con thôi. Mẹ biết thế là đúng rồi. Hồng Anh này, anh có quà này tặng em này. Đây em là... tưởng anh chỉ nhớ đến mẹ của anh thôi chứ, làm sao còn nhớ đến người vợ này nữa. Thôi nào, đây là sâm tố nữ Bue Collagen của cô Inner. Anh thấy cô nhân viên bán hàng giới thiệu cho anh, nên anh mua về cho em đấy. Đâu em xem nào. Chả mấy khi chồng mình có lòng thế này. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên, trước hoặc sau khi ăn. Nghe cũng được nhỉ. Nhìn hộp sang quá anh ạ. Thôi rồi, nếu chồng đã có lòng thì em xin có dạ nhận vậy. Mẹ ơi, đến giờ uống thuốc rồi, mẹ uống chưa? Thì chết rồi, quên. Khi con đi uống đi. Dạ vâng, con uống chưa? Đang định uống luôn này. Uống đi, có gì lại quên. Từ ngày uống thuốc này, con thấy da rẻ đẹp hẳn ra mẹ ạ. Tóc mẹ nặng đỡ rụng rồi đấy. Mẹ ơi, ngày mai ấy, con với cả anh Tuấn đều được nghỉ lễ. Thì hay là gia đình mình đi chơi một chuyến đấy mẹ nhá. Con thấy lâu lắm rồi gia đình mình chẳng có hoạt động gì cả. Hai đứa cùng được nghỉ hả con? Dạ vâng ạ. Thế thì hay là mẹ nghĩ thế này. Hay là cả nhà mình cùng ăn với nhau một bữa cơm ở nhà. Như thế có được không con? Ăn cơm, suốt ngày ở trong nhà. Đi làm về rồi lại ăn cơm, con chán lắm rồi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Anh Tuấn, anh vào đây em bảo cái này. Có chuyện gì đấy? Ngày mai chúng ta đều được nghỉ, hay là em sắp xếp cho cả nhà mình đi chơi một chuyến. Anh thấy thế nào? Để ngoài mẹ đã. Mẹ ơi, thế dạo này sức khỏe mẹ ra sao rồi ạ?
Mẹ có muốn đi chơi cùng bọn con không ạ? Mẹ khỏe, mẹ khỏe. Anh không cần quan tâm đến mẹ làm gì. Anh chỉ cần nói cho em biết anh có muốn đi chơi không thôi. Mẹ chỉ muốn là... Mẹ, mẹ để nguyên để cho anh ấy quyết định đã. Ông anh, sao lại cắt ngang lời mẹ thế? Ở trong cái nhà này, mẹ là người lớn tuổi nhất. Em phải để mẹ nói hết câu đã chứ. Mẹ thấy hiếm khi hai con cùng được nghỉ một ngày. Thì theo mẹ ấy, thì cả gia đình nhà mình cùng ăn với nhau một bữa cơm, sau đấy mình dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì là mẹ thấy cũng sắp Tết rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Ăn uống dọn dẹp lúc nào làm chẳng được. Bây giờ ít khi có kỳ nghỉ lễ như thế này, con muốn đi chơi cơ, không có muốn ở nhà đâu. Với cả là Tết, còn lâu lắm mới đến Tết đấy anh ạ. Làm sao mẹ nghĩ xa thế để làm gì? Mẹ ơi, con nghe lời mẹ, con không muốn đến cái chỗ đông người mà mấy cái ngày lễ này đâu. Thôi con ơi, con chạy theo dỗ nó đi. Cũng chỉ tại mẹ. Không sao, mẹ cũng thừa biết tính vợ con rồi mà. Chỉ giận một lúc thôi là hết ngay ấy mà. Như trẻ con ấy. Mẹ nói thật đấy, con bé nó về làm dâu nhà mình cũng chẳng sung sướng gì. Con đừng khắt khe với nó quá, con phải thông cảm với vợ con chứ. Dạ, con biết mà. Ơ kìa, muộn rồi còn đi đâu đấy hả Hồng Anh? Con đi về nhà mẹ con ạ. Dù sao nghỉ lễ thì mẹ và anh Tuấn cứ ăn cơm với nhau đi. Con về nhà ăn cơm với mẹ con. Hồng Anh, sao về không báo trước với anh? Thưa mẹ con đi ạ. Mẹ ơi, mẹ để con đèo cô ấy vậy. Em có taxi rồi, không cần đến anh. Có chuyện gì mà mặt nặng mày nhẹ thế con? Thằng Tuấn đâu? Sao nó không về cùng con? Con thích về một mình. Mẹ kệ xác anh ta đi. Lấy chồng rồi mà vẫn còn dại lắm con ạ. Mẹ xem, con gái mẹ lúc nào cũng làm việc quần quật cả năm. Vậy mà bây giờ có một ngày nghỉ, con bảo gia đình họ là con muốn đi chơi xa. Có thế thôi mà gia đình họ không cho. Biết đâu bà thông gia với thằng Tuấn lại có kế hoạch khác rồi thì sao? Kế hoạch cái con... Cái con khỉ gì hả mẹ? Không có. Có mà gia đình họ chỉ thích chu giúp ở trong nhà ấy. Mà con gái mẹ đã chán dầu mỡ bếp núc lắm rồi. Phận làm dâu nhà người ta rồi thì phải chấp nhận thôi con ạ. Đấy, mẹ thấy chưa? Lúc yêu thì anh ta thề non hẹn biển. Bây giờ nhá, lấy con về rồi ấy, anh ta coi con như kiểu con ở ấy. Bắt con nấu cơm giặt rũ, phơi phong. Xong đã thế nhá, lại còn phải chăm cái bà mẹ già, ốm yếu, xấu xí nhà anh ta nữa chứ. Đúng là quá đáng cả mẹ lẫn con. Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Mẹ thương con lắm. Được nghỉ thì hai vợ chồng cứ về đây với mẹ nhá. Nào, bây giờ con uống sữa đi. Uống cốc sữa vào. Sức khỏe là quan trọng lắm đấy. Uống đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con chào mẹ. Mẹ ơi. Em, anh nghe bố nói từ sáng tới giờ ấy, em không chịu ăn gì à? Mẹ phải dỗ dành mãi, nó mới chỉ uống một tí sữa đấy. Mà ở nhà hai vợ chồng có chuyện gì à? Dạ, con... Anh ấy đi đâu mà cả nửa ngày mới tới hả? Hay anh lại đi hú hí với con bồ nào rồi, đúng không? Anh làm gì có thời gian đâu. Từ sáng tới giờ ấy, anh phải xếp hàng mua bằng được cái iPhone 11 này cho em đấy. Mà con có hộp sâm tố nữ Boe Collagen, rất tốt cho sức khỏe. Con tặng mẹ. Mẹ cảm ơn. Này, anh không lừa tôi đấy chứ hả? Anh nào dám. Anh biết em muốn mua điện thoại mới nhưng mà không dám mua. Anh phải chờ ngày nghỉ này từ tuần trước rồi đấy. Thế á? Đấy, anh thấy chưa? Em lúc nào cũng làm cho gia đình, chỉ nghĩ cho gia đình thôi. Làm việc quần quật. Muốn mua cái gì cho bản thân cũng không dám. Nhấc lên hạ xuống, đến cả iPhone 11 cũng không dám mua. Có thế mà bây giờ em có một ngày nghỉ, em muốn xin gia đình anh cho em đi chơi, vậy mà gia đình anh không cho. Thì em phải hiểu cho nỗi khổ của mẹ anh chứ. Dạ, thưa mẹ, mẹ con đang chờ ở nhà ấy, thì con xin phép mẹ cho con đưa ông anh về ạ.
Này, tôi nói tôi về với anh bao giờ hả? Thế không ở lại ăn cơm với bố mẹ đã à? Dạ. Mai cũng là ngày nghỉ, vợ chồng con sẽ ăn cơm với bố mẹ sau. Còn bây giờ, mẹ con đang chờ cơm ở nhà rồi. Anh đừng có nói điêu nhá. Cái con này còn ngồi ở đây này, nó còn nằm ở đây này, thì ai nấu cơm cho gia đình anh hả? Thôi, thế thì hai vợ chồng con về đi vậy. Rồi mai được nghỉ nhớ sang ăn cơm với bố mẹ nhá. Dạ vâng, mẹ. Cảm ơn mẹ. Con đã bảo con không muốn về rồi. Nghe mẹ nói này, vợ chồng như đũa có đôi, con cứ về bên đấy đi, xong ngày mai hai vợ chồng lại sang đây với bố mẹ nhá. Chứ ai lại để bà thông gia đợi nhà như thế, coi làm sao được con. Nghe lời mẹ nhá. Về đi nhá. Thôi, thôi nào, về đi. Con xin phép mẹ con về ạ. Mai nhớ sang với mẹ nhá. Con thật đấy, con suốt ngày giận dỗi. Về rồi đấy à? Mẹ rửa mặt mũi chân tay đi rồi ăn cơm. Cơm canh mẹ nấu xong hết cả rồi. Mẹ đặt ở đâu về đấy ạ? Không, mẹ có đặt đâu. Hôm nay mẹ tự vào bếp đấy. Mẹ tự vào bếp đấy ạ? Ừ. Từ ngày con làm dâu nhà này, đã bao giờ mẹ vào bếp đâu. Em nói biết vì sao anh nhất định phải đem về rồi chứ. Thế thôi, các con chuẩn bị giờ ra ăn cơm nhá. Dạ. Bán đi anh. Các con ăn cơm đi. Vâng. Lâu rồi mẹ cũng không vào bếp. Cũng không hiểu có còn nấu hợp vị với con nữa không. Em ăn đi. Ăn đi con. Em lại gắp cho con miếng thịt nạc nhé. Yên tâm. Mẹ nấu món nào ấy thì vợ chồng con cũng đều thích hết. Tại mẹ cũng ốm yếu quanh năm, chẳng đỡ đần gì được cho các con cả. Mẹ, chỉ cần mẹ khỏe mạnh là vợ chồng con vui rồi. Chẳng mấy khi hai đứa được nghỉ cùng một ngày, cho nên hôm nay mẹ mới làm mấy món các con thích để gia đình mình quây quần với nhau một bữa. Không biết có còn cơ hội nào nữa không? Kìa, mẹ, sao mẹ nói gở thế ạ? Mẹ biết bản thân mình vô dụng, nhưng cũng muốn làm cho các con một cái điều gì đấy. À, kỳ nghỉ tới con muốn đi chơi đâu cũng được, mẹ cũng không phản đối đâu. Ý con không phải thế. Kỳ nghỉ này chẳng qua là ra ngoài đường thì cũng khói bụi mù mịt ấy mà mẹ. Lễ Tết lại còn đông đúc nữa chứ. Thôi thì nếu mà mẹ muốn ở nhà thì con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ. Thật không? Đây này con nói đi nhá. Vâng ạ. Thế thôi, thì nhà mình ăn cơm đi. Đây này, cái món này con thích này này, dứa này. Đấy, ừ. Ăn cho nó mịn da nhá. Dạ, xin ạ. Mẹ đi ạ. Mẹ xin. Con mời mẹ ăn thịt ạ. Trời ơi, đúng ý, thịt mỡ mẹ thích. Anh ơi, anh ăn nhiều rau vào nhá. Tốt nhất là thịt thì để cho mẹ ăn, còn anh chỉ ăn rau thôi. Đây, anh nhiều rau. Anh tính giảm cân. Con ăn cắp thịt cho mẹ để ăn cho mẹ.